Hương của SBTN Texas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, Thu Hương đang có mặt tại nhà hàng Thanh Thanh, thành phố Arlington. Và ngày hôm nay tại thành phố này có một sự kiện rất là quan trọng, đó là Đại hội Trực thăng kỳ 3 toàn quốc Hoa Kỳ. Và sau đây Thu Hương xin kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh phóng sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thu Hương là một người lính không quân, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Thu Hương, chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình của đài SBTN. Hôm nay chú đến đây với tư cách là một người lính cựu không quân Việt Nam Cộng Hòa, thì cảm xúc của chú giờ phút này như thế nào thưa chú? Thu Hương và kính thưa toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của anh em Đại hội Trực thăng ngày hôm nay. Cái cảm xúc của tôi là sau có khi cả gần một nửa thế kỷ, anh em chúng tôi này được gặp nhau từ lúc đi trường bay cho đến lúc chúng tôi tan hàng năm 1975. Và đặc biệt đến lần thứ ba, tất cả anh em trong Đại hội Trực thăng chúng ta gặp nhau được một lần nữa. Và tất cả những người mà quý vị thấy ở trong phòng khánh tiết của nhà hàng Thanh Thanh ngày hôm nay là những người lính không quân cho đến năm 1975. Lúc nào không quân Việt Nam vẫn oai hùng và vẫn làm tất cả những điều, mọi điều mà Tổ quốc mong đợi, thưa cô Thu Hương. Ngày hôm nay thấy chú rất là oai hùng thưa chú. Và nhiệm vụ của chú trong ngày hôm nay là gì? Một phần nào tôi lo về phần trực tiếp về điều hành lễ khai mạc. Và sau đó có thể sau này sẽ hát một bài, hai bài gì đó thì không biết. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là được gặp nhau là đầy đủ, rất là tốt rồi nhé. Chúng tôi cảm ơn là quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình đặc biệt của đài truyền hình SBTN ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thu Hương đang đứng cạnh bên chú Nguyễn Văn Cầu. Chú là một cựu chiến binh của phi đoàn trực thăng. Và xin chú Cầu có thể giới thiệu chú về những cái binh chủng trước đây chú đã từng tham chiến. Tôi là thiếu tá Nguyễn Văn Cầu, sĩ quan hành quân phi đoàn trực thăng Lôi Vũ 221, căn cứ tại Biên Hòa. Hiện giờ là chú đang ở thành phố nào thưa? Dạ, hiện tại tôi đang ở thành phố Springfield, Missouri. Và ngày hôm nay chú đến đây để tham dự Đại hội Trực thăng kỳ 3 tại thành phố Dallas Fort Worth, thì cái cảm tưởng của chú như thế nào? Rất là vui vì có dịp để gặp tất cả những anh em, bạn bè cũ, tất cả những người đồng đội của mình đã cùng cộng tác với mình trong bao nhiêu năm qua, bây giờ mới có dịp gặp lại nhau. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của chú trước đây khi mà chú lái trực thăng như thế nào? Nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm là bị bắn cũng nhiều, mà may mà không có rớt, thành ra vẫn còn sống sót. Có vậy thôi, bị bắn thì nhiều lần lắm. Dạ. Nhiệm vụ của chú lúc đó là gì? Lúc trước khi tôi lên làm sĩ quan hành quân thì tôi là phi đội trưởng và phải đi lái rất nhiều những cái phi vụ gọi là hành quân và trực thăng vận và tiếp tế rồi tải thương, đủ mọi công tác. Và cũng may là vẫn còn sống sót cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn chú rất là nhiều và kính chúc chú có một buổi đại hội thật là vui. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thu Hương là một vị khách nữa đến từ tiểu bang Georgia. Chú Nhàn Hoàng, chú có thể giới thiệu sơ qua cũng như là giới thiệu về cái công việc cuối cùng của chú trước khi rời Việt Nam. Chúng tôi là những người dân trực thăng. Thì bốn vùng chiến thuật đều có chúng tôi hết. Thì sau những trận chiến khói lửa, thì tôi quản trị và làm việc tại vùng 4 5 năm từ ngày về nước cho đến là tôi đi An Lộc, tôi đi Miên, tôi đi đủ hết. Thì tôi cũng đã có bị thương và cũng hãnh diện là đã phục vụ trong binh chủng của tôi. Và chúng tôi không bao giờ quên nhau và chúng tôi rất là vui và có những ngày gặp gỡ như thế này để chúng tôi hoàn huyên nói chuyện những cái chuyện quá khứ và những cái chuyện bay bổng và những lúc vui lúc buồn. Tôi rất vui tôi gặp lại tất cả những bạn bè cùng khóa, cùng thầy, cùng đơn vị. Tôi rất là vui. Tôi mong muốn là những cái dịp như thế này nó tiếp diễn mãi và anh em chúng tôi cố gắng giúp đỡ lẫn nhau và để cùng nhau giữ gìn sức khỏe và để gặp lại nhau như thế này nữa. Chú có nhớ một cái kỷ niệm mà lúc mà chú lái trực thăng đó thì có cái điều gì mà chú thấy nhớ nhất thưa chú? Cuộc đời bay bổng thì rất là vui.
cái phiêu linh mà bay nó cũng rất là gọi là wonderful, bay như chim. Tôi đã từng rượt chim, nó là cái cuộc đời bay bổng, nó là một cái phiêu linh của mọi một người phi công. Nên là tôi cũng là một trong đó và tôi rất là vui. Và còn những cái sự mà bị bắn hay là bị ấy thì cái đó là công tác nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi vẫn maintain và giữ được. Thành ra nhìn lại những người bạn của tôi hôm nay, tất cả ở đây ai cũng hớn hở, ai cũng vui vẻ. Đó là cái vấn đề chính của cuộc họp mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thu Hương là một nhân vật rất là quen thuộc với cộng đồng tại Dallas Forward, đó là thị trưởng Trương Minh Ẩn, và trước đây chú cũng là một người lính không quân. Thu Hương chào chú Trương Minh Ẩn, và ngày hôm nay chú đến đây với tư cách là một người lính không quân hay là một người thị trưởng thưa chú? Thì mình có một thân mà hai nơi thì thôi nhận hết, vừa thị trưởng cũng là vừa người lính không quân. Ngày xưa thì tất cả anh em trực thăng cũng như chúng tôi tuy bay về bên khu trục nhưng mà cũng là anh em với nhau. Do đó khi mà nghe những cái tổ chức và có anh em xa về đó, thứ nhất là không còn bao nhiêu cái thời gian chúng ta còn lại, thì muốn lên đây để coi mình gặp được những người bạn nào từ 75 đến giờ mình chưa thấy mặt, đó là một cái cơ hội mà khó kiếm trên đất Mỹ này. Chú có nhớ cái kỷ niệm nào mà trước đây chú cùng với những người lính trực thăng có những cái chuyến bay như thế nào không? Thì chú có thể kể cho Thu Hương và quý khán giả. Thì anh em trực thăng là những người bay rất là nguy hiểm hơn chúng tôi. Chú thì bay khu trục là chỉ yểm trợ tiếp tế bom đạn và đánh phá. Còn những trực thăng là chuyên môn chở lính, cũng như có những trực thăng gọi là tác chiến thì còn có súng. Nhưng mà thật sự trực thăng đó, cái cách mà nó xây dựng chiếc trực thăng nó quá mỏng đi. Do đó tôi thấy những người trực thăng đáng gọi là anh hùng. Tại vì đa số những cái trực thăng bị bắn rất nhiều nhất như trận mùa hè đỏ lửa. Ngày đầu tiên đó là một cái Pleiku không đó là 16 chiếc bị bắn rớt. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thu Hương là chú Phan Văn Phúc, là một cựu chiến sĩ của phi đoàn trực thăng năm xưa, và chú là trưởng ban tổ chức của đại hội trực thăng kỳ này tại Dallas Forward. Thưa chú Phan Văn Phúc, chú thấy ngày hôm nay là chương trình có rất đông các chiến hữu từ xa đến đây, một đại hội rất là thành công. Cảm xúc của chú ngay bây giờ là như thế nào thưa chú? Phải nói là cảm xúc thì chú rất là bồi hồi, mà nghĩa là nói chung là cái tổ chức mà thấy thành công như vậy là cái niềm an ủi rất là lớn đối với chú, vì hầu hết những quý vị mà đã lưu lạc tha phương mà chú là đã cũng như đại diện anh em, mà gọi như những cánh chim mà bị vỡ tổ hồi xưa, bây giờ chứ ở đây Dallas Forward mình cùng một số anh em của chú mới gọi kêu là một tiếng chim gọi đàn để mà mời lại tất cả những cánh chim mà bay lưu lạc năm xưa trở về đây hội tụ đêm nay ở Dallas. Mà nói chung là cái kết quả hôm nay phải nói là rất thành công, chú rất là vui mừng. Không biết mặc dù là chú đã bỏ thì giờ rất mỏi mệt, nhưng mà bù lại là chú thấy quý vị về đây đêm rất đông đủ hôm nay, đó là một niềm khích lệ mà nó tạo cho cái tinh thần của chú rất là vững mạnh sau này. Nói đến cái câu châm ngôn của trực thăng năm xưa, đó là không bỏ anh em không bỏ bạn bè, thì đến bây giờ chú nghĩ về cái câu đó như thế nào đối với những người lính đã vẫn còn ở lại Việt Nam thưa chú, nhất là những thương phế binh? Đúng, thì như cháu đã biết, chú hồi xưa chú đã tổ chức rất nhiều cái hàng năm chú đã tổ chức thương phế binh, chắc cháu ở cái đài mà SBTN cũng đã biết. Thì nói chung là lúc nào trong tâm niệm của chú là lúc nào cũng có được một cơ hội để mà giúp được những anh em thương phế binh ở quê nhà. Mặc dù chú đa số anh như chú qua chú ở tù đã 10 năm, nhưng mà so với 10 năm cực khổ của chú á, so với gần như cả một cuộc đời của họ đã hy sinh, đã bị vùn rẫy ra khỏi ngoài cái xã hội, bính bên lề xã hội mà bị chế độ mới đó, nó trù dập, thì so với những năm tù của chú thì so với những anh em thương phế binh mà còn lại quê nhà thì không thấm vào đâu hết. Thành ra lúc nào chú cũng muốn được có tìm một cái cơ hội để giúp được tất cả những anh em thương phế binh của mình ở còn quê nhà. Ngày trước chú ở phi đoàn nào thưa chú? Chú ở đây phi đoàn 219. Phải nói chứ phi đoàn 219 là phi đoàn rất đặc biệt ở Việt Nam hồi xưa. 219 là phi đoàn của chú là chuyên thả lôi hổ, tức là không phải bay ở trong cái nội địa của mình, mà chú phải bỏ những cái toán mà lực lượng đặc biệt, những toán lôi hổ ra qua bên kia biên giới
bên Lào, bên Campuchia rồi này. Thành ra cái phi đoàn 219 mà nói tới Kinh Bi á, thì hầu hết những người địa phương đây cũng biết, mà những người Mỹ mà đã từng đi bay về bên Việt Nam á, đều biết chú nhiều. Như mới vừa đây thì có hai vị Mỹ đó nói hỏi chú là 219 là trời ơi, đã ôm mừng mà không ngờ mình gặp lại. Hồi xưa cũng đã từng ở gặp bay ở Việt Nam. Dạ cảm ơn chú Phan Văn Phúc rất là nhiều và kính chúc chú thật là nhiều sức khỏe để mà còn tiếp tục làm những chương trình đại hội tiếp theo sau này ạ. Cảm ơn cháu rất nhiều, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả để cho tôi được có một cơ hội để bày tỏ một ít cái tâm niệm của mình. Cái tâm niệm mà như cánh cho quý vị đã biết, hôm nay tôi ra cái đề xuất là một cái chủ đề là cánh bằng viễn sứ. Được sự đề cử của anh em trong ban tổ chức và sự khuyến khích của các liên trưởng, tôi rất hân hạnh được chào đón toàn thể quý vị với tư cách một người hướng dẫn chương trình cho buổi đại hội trực thăng kỳ 3 tại Dallas, Texas tối nay. Khoảng thời gian 9 tháng qua, anh em trong ban tổ chức với sự góp ý của các liên trưởng đã cổ động bạn bè khắp nơi về đây hợp đoàn trong ngày đại hội. Tổ chức một đại hội gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng với sự cố gắng vượt bậc của tất cả các anh em, đại hội thành hình. Và hôm nay chúng ta có dịp quây quần hàn huyên, nhắc nhớ nhau nghe những kỷ niệm thời sinh chiến mà nhiều khi nghe như những huyền thoại của một thời xa xưa. Thưa quý vị, dù với cố gắng vượt bậc, chúng tôi chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót không thể tránh được. Xin quý vị, với tình thương mến không quân và thương yêu anh em trực thăng chúng tôi, bỏ qua những lỗi lầm không thể tránh khỏi. Sau phần mở đầu sẽ đến nghi thức khai mạc. Mở đầu chương trình là phần chào cờ Mỹ Việt và toán rước quốc quân kỳ. Đem súng xuống. Nế sao cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm. Súng trao bắt. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công giờ ơi, những đêm các đời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh nước vì thân xa, vì đường lại quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Lễ chào cờ Hoa Kỳ nghiêm. Súng trao bắt. Quốc ca Hoa Kỳ. Nghĩ phút mặc niệm nghiêm. Xin hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ quân cán tránh Việt Nam và Hoa Kỳ đã anh dũng hy sinh xương máu mình để bảo tồn giang sơn bờ cõi và tranh đấu cho lý tưởng tự do của dân tộc Việt. Đặc biệt đêm nay xin hãy nhớ đến những người con của Tổ quốc không gian đã ra đi không lo gì xác rơi tân tâm thân mình, để cho anh em chúng ta còn được có đêm hồi ngộ đêm hôm nay. Phút mặc niệm bắt đầu. Súng mặc niệm bắt.
niệm chấm dứt. Để em xuống, xuống. Thảo Diên, nghỉ. Lễ tiến đưa quốc quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Nghiêm. Súng trao, bất. Toàn quốc quân kỳ rời địa điểm hành lễ. Kính thưa quý vị, thật là vinh hạnh cho ban tổ chức chúng tôi đã tiếp đón quý vị đã tham dự hôm nay thật đông đủ ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những đàn chim mà đã từng tung bay ở trong đất nước Việt Nam chúng ta gần nửa thế kỷ qua. Kính thưa quý vị, trong những ngày đau thương của đất nước thì giặc phương Bắc đã tràn về và làm cho những tổ chim, những đàn chim, những cánh bằng của chúng tôi phải bay lưu lạc khắp cả bốn phương trời suốt bốn mươi mấy năm qua, hơn 44 năm qua. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi là một số cánh chim nhỏ nhoi ở tại địa phương Đà Lạt này. Chúng tôi cất lên tiếng nói, gọi là tiếng nói gọi đàn. Chúng tôi xin được gọi đàn, những đàn chim đầu đàn. Và hôm nay rất vinh hạnh, chúng tôi tiếp đón được hầu hết những cánh chim đầu đàn ngồi trước mặt quý vị đã về đây để tham dự chúng ta tại địa phương này rất là đông đủ. Phần phát biểu của các niên trưởng ở khắp nơi. Phu nhân, kính thưa bà quả phụ, cố trung tá Nguyễn Văn Nhàn, kính thưa quý vị niên trưởng, các bạn đồng môn trực thăng thân mến, thật là một vinh dự lớn lao cho tôi hôm nay được ban tổ chức cho phép lên đây để có vài lời với quý vị và các bạn trực thăng và gia đình từ khắp miền đất nước về đây sum họp nhân đại hội trực thăng kỳ 3. Đang theo dõi hình ảnh tặng những tấm plaque kỷ niệm cho những người chiến sĩ trực thăng năm xưa, những niên trưởng và những người đóng góp công sức cho buổi đại hội này. Kính thưa quý vị, tôi xin đại diện ban tổ chức và giới thiệu quý vị. Trước mặt quý vị đây là những cánh chim đầu đàn. Những cánh chim đầu đàn này đã từng hướng dẫn hết tất cả những anh em trực thăng chúng tôi hiện nay đã bay và vùng vẫy khắp vùng ở đất nước Việt Nam chúng ta. Mà sau gần nửa thế kỷ mà chúng tôi đã xa nhau rất lâu, cái thời gian rất lâu. Không biết những cánh chim đầu đàn của mình lưu lạc bốn phương trời nào. Hôm nay
chúng tôi đã cất tiếng chim gọi đàn để gọi đàn, mà quý vị thấy những quý vị này đã hầu hết đã tuổi thất tập cổ lây rồi, mà chúng quý vị còn về đây để mà dự với chúng ta, nhất là anh em trực thăng của chúng ta, những cánh chim non mà nhờ quý vị này đã hướng dẫn chúng ta, cũng một trong cũng rất nhiều người đã trở thành những vị anh hùng của không quân Việt Nam chúng ta. Thì xin tất cả quý vị, quý đồng hương cho một tràng pháo tay thật lớn đối với quý vị mà chim đầu đòn của chúng ta. Tôi nhận xét cũng thấy thiếu anh thiếu tá Nguyễn Trọng Thanh. Vừa rồi là phần phóng sự đặc biệt về Đại hội Trực thăng kỳ 3 được tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh. Thu Hương tường trình từ thành phố Arlington, Texas. Giả khắp nơi có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone không tốn lệ phí qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. My name is Thomas Morrissey, or Tom Morrissey. I was a aircraft commander with the 117th Assault Helicopter Company in Vietnam, stationed in Three Corps, outside of Long Bend area at an airfield called Plantation Airfield. It's part of 2nd Field Forces. I was in Vietnam from 1970 to 1971, and during that time I flew a lot of nighttime missions called Firefly. We flew in the Ho Chi Minh Trail at night trying to find the enemy. And I was also involved with helping train VNAF pilots that were assigned to our unit for about a month each. I was discharged in April of 1971, and I'm very happy to have served in Vietnam. I feel a lot of pain for the Vietnamese people, the way the war turned out, but God bless all of you. My name is Edward Lutenberger, and I'm currently the president of the board of directors for the National Vietnam War Museum. We're welcoming today a large group of Vietnamese former pilots and their families, and giving them a tour of the museum. We have our visitor center where a lot of people are going in right now to see the exhibits that we have inside. Over here to the left, we have our reflection garden, which was designed by a Boy Scout for his Eagle Scout project. It contains the flags of all of the Allied countries that fought in Vietnam during the war. I'd like to welcome you to the National Vietnam War Museum. It's a museum that we started, the helicopter pilots, the Vietnam National Vietnam Helicopter Pilots Association started this museum about 20 years ago. And we are now completing phase one of the museum, which is a building outside to our to my left. Where this is the design of the interior of the museum. We now have a half-scale wall where we have the names printed, like in Washington, of the American personnel that were killed in Vietnam. And we
have memorial gardens throughout the property. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi cũng đại diện cho cái ban tổ chức cái ngày Đại hội Trực Thăng kỳ 3. Thì tôi có hướng dẫn được một phái đoàn của tất cả quý vị, mà cả thân nhân của quý vị mà phi đoàn tự tăng từ các nơi về đây. Mà lần đầu tiên chúng tôi hướng dẫn đến là cái museum, là cái chỗ này là nó trưng bày những cái hình ảnh, những cái dụng cụ của thời chiến tranh của Việt Nam của mình. Thì quý vị hiện nay bây giờ đang đi vòng chung quanh để mà tham quan, để mà ngắm nhìn những cái hình ảnh cũ mà được trưng bày ở đây. Thì đó là tổng cộng hình như chúng tôi đi cũng qua khoảng trăm người. Chúng tôi là khu quân Mỹ Nhớ, có cơ hội về tham dự đại hội Trực Thăng thứ 3 của tỉnh Cà Đà Lạt. Và chúng tôi rất cảm ơn và rất là cố gắng cái ban tổ chức này, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ lại những đồng đội cũ. Và thứ hai là hôm nay tôi mới tiếp tục quay đoàn đi về thăm trên đường đi, chúng tôi ghé cái museum của chiến tranh Việt Nam. Mấy năm rồi trở về trường bay, quá xúc động, không thể nói nên lời được. Đời mình, cái nghề nghiệp của mình suốt một quãng đời bay bổng. Tôi tốt nghiệp ở đây tháng 12 năm 1964, nguyên một đoạn đường 12 năm ở Việt Nam. Qua đây tôi còn may mắn được bay cho hãng tư 30 năm nữa, thì cuộc đời của tôi là ở trên trời hơn cuộc đời ở dưới đất. Trở về trường bay rất cảm động, rất xúc động, không có thành ngữ nào mà diễn tả nỗi của lòng của mình. Kính chào các quý vị khán giả của đài SPTN. Tôi là không quân Nguyễn Văn Dũng. Trước kia tôi đi học pilot bên Hoa Kỳ, rồi trở về phục vụ cho cái phi đoàn bikini đầu tiên để học về tác chiến Đổ Lôi Hổ, rồi sau đó tôi phục vụ cho ba quân đoàn, quân đoàn 1, quân đoàn 2 và quân đoàn 3, cũng bị bắn nhiều lần từ ngã ba biên giới cho tới Củ Chi, nặng nhất là núi Bà Đen, nhưng mà may mắn tôi lết về được. Rồi sau đó giải ngũ qua Mỹ thì mình bay biển cho Vàng Khoan, rồi đi Africa bay biển, rồi bay crop dust cho Hoa Kỳ. Rồi sau đó chúng tôi retire hãng PSI năm 2015, là cuối năm 2015. Và vì nhớ đến công ơn hy sinh của các anh em, thành ra tôi có đi lên Fort Rucker để làm cái lễ tưởng niệm trên đó. Thì anh em Mỹ của phi đoàn cũ của tôi, bikini, họ thương tình, họ mới chỉ xuống đây để build cái viện bảo tàng mới này để mà chứa cái bia tưởng niệm của tụi tôi. Tôi cũng tự ý làm lấy, tôi nói cái này là mệnh lệnh từ con tim, tự ý làm lấy cái bia, tự ý rồi cảm đủ cả tháng trời, cả năm trời thì tới bây giờ mới hoàn thành để đem lên những cái dịp anh em không quân trực thăng họp để thì đem lên đây để lưu giữ tại cái National Việt Nam War Museum ở cái Mirabel, Texas. Thì đó, những cái diễn tiến mà nó đã xảy ra như vậy thôi. Tôi đã từng bay 46 năm liên tục không có nghỉ, 26.000 giờ bay. Có nhiều đó để tôi trình cho quý vị biết qua cái sơ lược tại sao nó có ngày hôm nay thế thôi. Cái này nhà hồi xưa ở đây. Quý vị muốn xuống vòng đi coi mấy cái ba lá cũ hồi xưa học lái đầu đời này vòng đây. Thank you.
giả khắp nơi có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone không tốn lệ phí qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.